Đã quý chú bác mình nha, hôm nay ngày đầu tháng nè, đầu tháng mới em lên một video bao gồm 24 mã hàng siêu giá tuột sân tuột quần cho anh em luôn nha. Có giá cực kỳ mềm, cực kỳ ưu đãi luôn. Đó, quý anh em xem video chốt thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 nha anh em, 1920 em tên Nghiệp. Đó, mọi thông tin trao đổi mua bán đều qua Zalo và số điện thoại thôi, em không chốt đơn YouTube và cũng không phản hồi bình luận YouTube như quý anh em ơi, lưu ý em. Họ phí ship cũng vậy, mặc định là 30.000 cho một sản phẩm, ship tận tay, kiểm tra thanh toán trả tiền. Anh em cũng đừng có ngại là anh em mua nhiều hay mua ít, anh em mua một hay nhiều đơn hàng bao nhiêu tiền không quan trọng, anh em ở dùng sâu dùng xa ở sát bên em không quan trọng, mặc định là 30.000 thôi, ship tận tay, kiểm tra thanh toán trả tiền, hai đơn sẽ được free ship đó. Rồi quý anh em mình xem video, chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ tiếp em ha, còn đã đăng ký rồi bấm một nút like, nút subscribe có cái biểu tượng like như thế này đó, thì mới video lên anh em sẽ chủ động sắp xếp thời gian quý anh em mình xem sớm để mua được những mặt hàng mình đăng ý như quý anh em ơi. Đó, anh em xem trễ anh em mua không có kịp đâu nha, bên em bán lẻ lắm. Đó rồi, cái mã đầu tiên gửi đến em mình đây là có chân máy ảnh nha anh em, còn có hai ba cái gì thôi em sẽ thanh lý bán hết luôn. Đây là có chân máy ảnh lớn nha anh em, chân máy ảnh lớn bằng nhôm nặng lắm, là nó có hai ba chế độ zoom nha anh em, hai chế độ zoom đây nè, có nút nhọn mấy cái này đó, thì về dành cho anh em quay máy ảnh chuyên nghiệp hoặc là quý anh em mình chế mấy cái gác cần hoặc là chế mấy cái chân cắm phao đó anh em soi phao đêm đó anh em câu cá mình chế nhiều lắm. Hóa kiềm ba chân này thì anh em cân mọi địa hình luôn nha. Nói chung mấy cái này là hàng của Nhật, made in Japan nè. Cái này nó dài tới 1,5 m lần anh em, chức năng phụ kiện đầy đủ hết, về anh em mình câu câu đó nha. Cái chân rất là chắc nha anh em, nặng lắm, cái chân này tầm khoảng 2 kg mấy 3 kg á. Rồi cái chân này hãng mã số 1 và bán giá 300 nha anh em, hãng của Vebo, hãng rất nổi tiếng của Nhật nha anh em. Đó, 300.000 à, tha hồ mà đổ chế luôn. Số 1 mà số 2 lên cho anh em mình, đây là cái cần hai khúc nè, một cây hai chi hai khúc hàng carbon. Cây này theo ngoại hình nó không có đẹp nha nè, anh em thấy đâu bung chỉ nào nè, bắt máy Fuji. Khoan của mình là khoan Fuji nha, hai khúc đóng bụi đóng dơ nè. Đó, mấy cái khoan này nó có quấn chỉ nham nham nè, thấy không? Và nó bị gãy ngọn nha nè, đây nó bị gãy ngọn nè. Cây này là hai khúc 2 m mấy đây, 2 m 1 cho em, cứng khoảng 30, hai khúc 2 m 1 cứng 30, hàng carbon nha, ngoại hình xấu, mấy chỉ chân khoan xấu nha, anh em lưu ý giùm em, bán giá rẻ cho nên mình chơi. Rồi cây này cân nặng của mình là 145 g, ngọn của mình là 1 ly 8, cây này mã số 2 em bán giá 200 như này, mã số 2 200.000. Mã số 3 lên cho em mình, đây là cần lua máy đứng hai khúc cho em, hàng carbon, một cái cần lua máy đứng hai khúc carbon đó, hãng của thằng gì nè, Prime gì nè. Cây này á, thì cái khoen này anh em, cái khoen kế khoen địa ba nó bị hư nha, em thay cái khoen xích vô cho anh em mình luôn nè, em thay cái khoen full xích luôn nè, chứ cái khoen nguyên bản của nó là khoen này, là khoen hãng thôi, hai khúc hàng carbon nha anh em. Cây này dài 1m8, cái ngọn nó sơn trắng trắng dạ quang nè, chứ nó không có gãy, nó không có gì nè, hai khúc 1m8. Cây này size nó tầm khoảng L nha anh em, khoảng L có cần lua, về cho anh em mình quấn cảm giác rồi nha, hoặc là về anh em câu bè câu tôm đâu ha, size tầm khoảng L, không có đồng số gì hết, nó trôi mất hết rồi. Hàng carbon hai khúc nha anh em. Đó, hoặc là anh em nào tập chơi luôn, anh em lấy cây này về anh em tập câu nha. Cây này cân nặng của mình là 100 g, ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số 3 em bán giá 300 nha anh em, mã số 3 bán giá 300.000. Rồi tiếp tục mã số 4 anh em mình, cũng là cây cần lua nha anh em, cây cần lua hai khúc, cây này hàng carbon. Đó, cây này cũng vậy, cái khoe này hư nè, em thay cái khoen xích cho anh em mình luôn nè. Đó, cái khoe này hư em thay khoen xích cho anh em mình luôn. Cây này là lua mực nha anh em, hãng OGK, hàng made in China, chính hãng của Trung Quốc xuất Nhật nha. Hai khúc 1m8 size ML. Đó, hai khúc cây này cần lua mực. Thay một khoen, hàng này nguyên bản không gãy không hao hụt gì hết. Hàng carbon hai khúc. Size ML 2m4 lua mực nha anh em. Rồi cây này cân nặng của mình là 186 g. 186 g, ngọn của mình là 2 ly 4. Cây này mã số 4 bán giá cũng 300 luôn, mã số 4 cũng 300. Tiếp tục anh em mình, đây là cần ISO khoen nhỏ nha anh em. Đó, cái nút đít mình nó có quấn cái nè, băng keo này nó là nó quấn cái cột với cọng dây mà làm cái an toàn, đừng lo trôi mất cái cần anh em. Về em thích mình lột ra nè, nó như thế này, hàng carbon, bắt máy Fuji, phen Fuji nha. Đó, có chạy xước đọt 2 5m4 nè anh em, có chạy xước đây,
em thấy không, chạy xước nè, carbon, tất cả của mình đều là fan Fuji hết. Tất cả fan mình có một fan Fuji, có một fan bị rớt đá nha anh em. Ví dụ anh em nào lấy về cao ISO thì anh em nhớ nhắc em khi cầm thay cái fan, thì em sẽ thay cái fan này cho anh em. Còn anh em nào về hạ tay thì em khỏi nha. Đó, đọt 2 5m4 như em cây này, hạ tay tầm khoảng 4h. Mấy cái phôi trên này thì nó có chạy xước nha anh em, chạy xước nhẹ nhẹ nè, chạy xước sơ sơ, chạy xước nè. Này không? Rồi. Cây này cân nặng của mình là 256 g, 256. Cái ngọn của mình là 1,5 ly nha anh em. Cây này mã số 5 em bán giá cũng 300 luôn nha. Đó. Mã số 5 300.000. Tiếp tục mã số 6 cho anh em mình, lần này là cũng cái foil gần ISO nè. Cây này thì em tháo phe quát máy sẵn cho anh em mình rồi. Cây này hàng carbon. Có chạy xước lâm tâm DT nha anh em. Cây này 2 đọt 2 5m4 nữa nè. Đấy. Có chạy xước carbon xoắn. Có chạy xước cho anh em, có chạy xước mà tổng thể nó vẫn còn còn đẹp nha, không có xấu nha. Ngọn là ngọn zin của nó đây. Ngọn màu xanh lè luôn nè. Đấy, ISO đọt 2 5m4, cây này tầm khoảng 5h của cần tay nha anh em. Cân nặng của mình là 277 g, 277 g, ngọn của mình 2 ly. Rồi, cây này mã số 6 em bán giá cũng 300 luôn nha. Mã số 6 giá 300.000. Tiếp tục cho nên mình cũng là phôi, đây cũng là phôi cần súp nha. Cây súp hàng Olympic, cây này hàng nội địa nè anh em. Cây này mới lắm, đẹp giá mang luôn á. Mà cũng bị hư khoe nên tháo bán sắt phôi nè. Cho anh em mình về mình quấn guồng, quấn rườm gì đó. Hoặc là anh em mình làm cần tay, anh em cũng cắt ra đồ. Ôi, xỏ xỏ sao gãy cái ngọn à. Gãy ngang cái ngọn như nè. Phôi thì đẹp lắm. Cái màu này cũng vậy nè, cái màu này màu hiếm nữa. Đó, cây này thay vì bình thường bán giá 500 thì thôi đầu tháng lên video em sale luôn nha anh em. Cây này màu hình đẹp lắm em ơi. Cứng là khoảng 25 anh em, 25 27 cần suit nha, dạ 3m9. Phôi cực kỳ đẹp luôn. Cân nặng của mình là 289 g. 289, ngọn của mình là 2,5 ly nha. Cây này mã số 7 em bán giá 400 nha anh em. Nhưng bình thường cây này đẹp thì bán 500, nhưng mà đầu tháng mình sale 400 luôn. Rồi tiếp tục như em mình, đây là cần tay nha anh em. Đó, cây này cần tay, cây này mới gần như chưa sử dụng luôn em ơi. Cái bao hộp của nó luôn nè. Đó, cây này lóng dài nha anh em. Độ cứng hắc cây này tầm khoảng 5h nha, dài 4,5 m anh em. Thu gọn 105 cm, 5 lóng nè. Nặng 250 g, gốc là 24.5. Gọn 1,8 ly anh em thấy không? Made in China nha anh em, chính hãng Trung Quốc xuất. Thì cây này là hàng carbon pha fib nha anh em, chứ nó không phải là 100% cây này fib luôn em ơi. Cây này fib đỏ luôn nha. Đây nè. Nó có cọng dây này nè, nó cọng dây sẵn nè anh em, cọng dây cọng chì sẵn nè, nó cọng dây này là bằng fullo carbon đó anh em. Về lấy này anh em làm trục luôn nha, trục chính luôn. Về anh em chỉ tóm thẻo anh em câu thôi. 5h nha, 4,5 m nha anh em, cần thì mới tinh tươm mà. Đó, anh em về tha hồ mà quýnh săn hàng, quýnh bạo lực luôn, giá rẻ cho anh em mình chơi đây. Cần thì nguyên bản, nguyên box nha anh em, mới gần như chưa sử dụng. Rồi, cây này mã số cái này mã số 8 nha, em bán giá 300 nha anh em. Mã số 8 300.000. Tiếp tục nha anh em mình, đây là một combo hai cây nha anh em. Đây, một cái combo này hai cái cán vợt cũng như hai cán vợt carbon, có một cán nó bị hư nút đít nha anh em. Nó bị bể nút đít rồi, em gắn một nút nhựa vô nè. Về anh em mình kiếm cái đồ anh em chùm chỗ này lại để cho anh em thụt xuống đục lên, đừng có văng cái nút cao su này ra. Hai cái này luôn, hai cán vợt, một cái 4,5 m, hai cây 4,5 m luôn nha anh em. Hai cây đều 4,5 m hết. Ở một cây 5,4 với cây xanh thì 5,4 nè. Cây bạc bạc thì 4,5 m nha. Đây, hai cán vợt carbon về cho anh em mình làm cán vợt, anh em mình độ chế gì đó, làm mấy cây thọc chứng kiến gì đó anh em mình độ nha. Không. Còn đẹp đâu đàng hoàng. Chơi luôn, còn hai cái cuối cùng nè, hai cái số 6 nè, thanh lý luôn. Thường bán cũng được 300-400 cái, chơi hai cái thanh lý luôn. Ren cái này là ren 11,5 nè. Cả hai cây đều ren 11,5 hết nha anh em. Rồi chơi hai cái đầu tháng, chơi hai cái luôn, mã số 9 500 luôn nha anh em. Chơi đẹp với anh em mình luôn, hai cán vợt. Mã số 9 cũng 500.000. Rồi tiếp tục nha anh em mình chơi hai khúc nha, hai khúc carbon.
Đó, bắt máy Fuji, toàn bộ fan Fuji hết. Cây này đẹp luôn, giá cũng đẹp, hơn cần cứng 50 2m1 anh em, hãng Vertex. Fan Fuji, bắt máy Fuji anh em thấy đẹp không? Cây này cho ông trên bè trên thuyền được. Nói chung là nó không phải cần lure nha anh em. Nhưng mà ví dụ anh em câu anh em bế quá, anh em nhiều khi anh em muốn lure thì lấy cây này vẫn lure được bình thường nha. Nói chung câu nhiều thế loại. Giá rẻ chưa từng được rẻ này, hai khúc carbon, full Fuji hết, cân nặng của mình là 228g. Ngọn của mình là 2 ly 4, cây này mã số 10 em bán giá cũng 400 như này. Đấy, giá này mua mùi cũng mua. Rồi tiếp tục đi anh em, mình đây cái cần rút dây trong như này, cây này hàng của ông Đai Qua. Cứng 50, dài 3,5 m nha. Có chạy xước sơ sơ với gốc nè. Một cây Đai Qua sóng 2 da luôn nè, bắt in Taiwan. Sản xuất tại Taiwan xuất Nhật nha. Bắt máy Fuji Đai Qua chính hãng. Fan Fuji như này. Cái này nó dính dơ thôi, về anh em mình vệ sinh nó đẹp lắm anh em. Vệ sinh lau chùi giúp em là đẹp nha. Đó, sóng 2 da luôn nè. Cứng 50 nha, 3,5 m, một cây cần rút dây trong. Đó, mấy cái lóng phôi trong này đẹp tuyệt vời luôn. Cân nặng của mình là 377g. 377g, ngọn của mình là 2,5 ly. Rồi, cây này mã số 11, em bán giá 400. Đó, anh em tin không? 400.000. Em bán còn giật mình luôn. Mua gì cũng mua. Rồi tiếp tục anh em mình ISO khoảng nhỏ như em, cái này hàng của Osaka, hàng của nội địa nè, đẹp quá trời luôn. Anh em thấy mới không? Bắt máy Fuji, toàn bộ fan Fuji hết, dài 3,9 m nha nè. Cây này thẳng nha. Đọt nó cỡ 2 2.5 của ISO khoảng nhỏ, rút ra thẳng như này, size 3,9 m. Cây này thu gọn có 80 cm thôi. Đó, cây này cũng lâu lâu mới có một cây cái form cần như thế này nha nè. Nó pho đẹp. Mặc dù có trầy xước sần sờn nhẹ nhẹ sơ sơ nha nè. Tổng thể là đẹp nha. Ngọn lông phụng cần nguyên bản luôn, dài 3,9 m. Cân nặng của mình đúng 200g, ngọn của mình là 1,4 ly. Cây này mã số 12, em bán giá 600 như nè. Cây này nếu bình thường là em bán 700-800, đầu tháng em sale xuống 600 luôn, cho nên mình dễ mua. Tiếp tục đi nè, mình đây là cần sút carbon như nè. Đây một cái cần sút carbon, chạy sút nhẹ sơ sơ nha, cần còn đẹp. Bắt máy Fuji tem vàng, dài 4,2 m như này, cứng khoảng 25-27. Custom sút carbon, tất cả của mình đều là fan Fuji hết, không lỗi không nứt fan nào nha. Nè, một cái màu tím liệm tìm sim, anh em nó ngoài đẹp không? Đấy. Đó. Nguyên zin nguyên bản nha anh em, cứng khoảng 25-27 và 4,2 m, cân nặng của mình là 385g. Ngọn của mình 2,5 ly. Rồi, cây này mã số 13, em bán giá 600 nha anh em. Mã số 13 600.000. Tiếp tục anh em mình, đây là Ikeda nha anh em. Một cái Ikeda, cái này hàng có Yamakasu thì nó có cái ống hộp để vô đây nha anh em. Cái ống này không phải của nó, ống này của ông Đai Qua, nhưng cần ở trong mà cần của ông Yama nha. Đây một cây Yamakasu Ikeda nha anh em. Thì cái cây này nó bị mất cái nút đít rồi anh em ơi. Một cái nút đít này em không có để thay nha, thì về anh em tự xử lý theo ý mình nha anh em. Thì em bán giá rẻ cho anh em tự xử lý nè. Cây này hàng có Yamakasu này, thấy giờ hàng carbon nha. Đấy, cây này dài như 1,6 m anh em. Như cây này rút ở trong ra, cây này rút gọn ở trong ra cắm nha. Đúng rồi, rút gọn ở trong ra cắm nè. Cái Ikeda quen rồi đầy đủ hết, nó chỉ mất nút đít thôi anh em ơi. Em đo cây dài bao nhiêu nha. Đúng rồi, cây này 1,6 m nha nè. Cái Ikeda Yamakasu. Đấy, mất cái nút đít nên cái giá trị nó mất gần phần nửa. Đó, rồi, cây này mã số tự xử lý nút đít nha anh em ơi. Em không có nút đít thay nha. Cây này mã số 14, em bán giá 600 nha. Một cây Gamma Ikeda 600.000. Đấy. Tiếp tục lên cho anh em mình, đây là cái cần lua nha anh em, một cái cần lua mới nghe. Cây này ngon cực kỳ luôn anh em. Cây này hàng của Shimano Acid nha. Có Shimano Bantam nha. Đấy, một cây lua mới nghe, tem vàng nội địa luôn nè, mất ra băng luôn nè. Đấy, cây size M dài 1,8 m nha anh em. Lua từ 7 đến 21g, cây này là cực kỳ ngon, cây Fuji hết. Cây này anh em vừa quấn nhai sống được, vừa quấn mồi giả được nha anh em. Size M nè, 7-21g với 8-2 khúc nha. Shimano chính hãng nội địa. Cây acid luôn, cực kỳ thơm.
giá rẻ bèo, cân nặng của mình là 120 g, ngọn 2 ly. Cây này mã số 15, em bán giá chỉ 700 như này, bình thường em bán cây acid này thì 900 lần ấy, em bán giá 700. Anh em mua mua vũ mua tiếp tục đi em, mình đây là cần sút như này, một cái cần sút dây trong. Cây này hàng cũng đai qua, cái súp hệ cũng đai qua nha, bu và cát nè, dòng hệ cũng đai qua, cứng 25 và 39 như em, carbon whisker đây. Đó, cây này hàng mặt in Taiwan nè, rút dây trong có chế độ zoom luôn, bắt máy Fuji 25 39, đai qua có chế độ zoom này, thấy chưa, rút ra ngoại hình đẹp đàng hoàng luôn, zoom lại quen Fuji. Đó, đầu bu to chà bá luôn, cần đẹp lắm anh em ơi. Đó, anh em về anh em thích quấn dây trong thì anh em đánh nha, hoặc là anh em mình quấn bờ biển rồi đó, em câu trong mấy hốc đá rồi bờ kè rồi mà nó hơi phức tạp rồi, anh em lấy cái này bao anh em câu cá lớn luôn. Dùng súp nha, cứng 239, có zoom, cân nặng của mình là 378 g, ngọn của mình là 3 ly rưỡi nha. Tha hồ mà câu, cái mã số 16 em bán giá 800 nha, 800 ngàn. Mua mua Dũng mua tiếp tục như em, mình lẹt ISO khoan lớn như em, cái này hàng của con đai qua, ISO khoan lớn hàng đai qua đây, đai qua này, nó giờ bắt máy Fuji tem vàng, đọt 3 và 4,8 nha em, đọt 3 4,8, cây carbon whisker rod caro nè, đẹp lắm em, sóng hai da nha, sóng ít hai da thôi mới chát à. Tất cả của mình đều là fan Fuji hết, đây nè, bộ fan này không có bị nước chân nha em, fan Fuji fan không có đồng bộ nha, nên lưu ý em, hai cái fan dẫn là nó bị thay nè em, hai cái fan dẫn này nó bị thay nha, là đáng lẽ nó fan giống như thế này nhưng mà nó thay đèn hai cái fan này đó, nhưng vẫn là fan Fuji nha anh em, lưu ý em, nó vị trí fan này vẫn như zin thôi, thôi nè em thấy đẹp không, mới tương tương mới chát luôn, sóng hai da tới lóng hai luôn, ngọn là carbon sóng gân, đọt 3 4,8 ISO fan lớn nha anh em, hàng đai qua quá đẹp, cân nặng của mình là 305 g, 305 g, ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số 17 em bán giá 900 mà nha anh em, 900 mà anh em chê cây này nó thua luôn. Rồi tiếp tục anh em, mình đây là cần lưu rút nha, đây một cái cần lưu rút sóng hai da đẹp ngon, bỏ rẻ thì cây này dài 3,3 m như này, một cái cần lưu rút hãng công ty Z nè, chuyên quấn mang cá này nè, đó lưu rút bắt máy Fuji, tất cả của mình đều fan Fuji đẹp, không lỗi không nứt cho em, cây này đẹp lắm và nó nguyên zin nguyên bản sóng hai da đây anh em nè, mới chát luôn, nó lua từ 10 đến 45 gram nè, nó tải cá được từ 4 đến 12 là bao nha anh em, đó nó dài 3,3 m nha, hồi sóng hai da đây anh em, mới đẹp không, một cái cần lua rút đó, và cây này nguyên zin nguyên bản hết toàn bộ của nó nha, cân nặng của mình là đúng 300 g, ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số 18 thì bán giá 900 như này, mã số 18 900 ngàn. Tiếp tục anh em mình, đây là cây cần tay lóng dài, cây này hàng carbon ấy ạ, cây này có cái nút như này mà cái nút nó bị lỏng nha, có nút đây, còn cái carbon lóng dài dài 6,3 m, cây này cứng đều như này, cái hãng của thằng gì nè, BG gì đó, nói chung cây này hàng Nhật như này, dài 6,3 m, lóng dài tầm khoảng 4 h nha anh em, rút ra thẳng hơi cong nhẹ tí xíu thôi, khoảng 4 h, thân mình thì còn đẹp mặc dù nó có sờn xước đây, nó có sờn xước này nữa không, nhưng mà nước phôi mình thì nó còn bóng đẹp nha, nó có những vị trí nó sờn xước như thế này, 6,3 m nha này, một cái gần tay nó, cây này nhiều anh em mình kiếm lắm nè, nhiều anh em mình hỏi lắm mà size 6,3 m nó hiếm lắm anh em, cần tay thực chất á, cái thực chất cái size 6,3 m lại size cực kỳ khó kiếm luôn, cây này phôi carbon đặc nha nè, ngọn carbon đặc luôn á, cực kỳ khó kiếm, lâu lâu mới có một cây thôi, cân nặng của mình là 312 g nha, phôi rất là dày, ngọn của mình là 1 ly 1, cây này mã số 19 em bán giá 900 mà nha em, mã số 19 giá 900 ngàn. Rồi tiếp tục anh em mình, đây là cái cần tay lóng dài cũng nó nè, cái này hàng của Suzumi nha em, cái này có cái bao cần luôn, có nắp đậy luôn, có nắp đậy luôn, ngon lành luôn, dài 7,2 m nha, dòng super carbon này nè, cái này tầm khoảng 5 h nha, tem vàng xuất Nhật đây, made in Korea, thì cái này có cái điểm trừ là dưới góc chỗ này nha em, nó có một cái vết nứt nè, nứt xíu nè, họ lúc trước thì thằng khách nó quấn chỉ vô đây,
Em lấy da em cắt ra thì em thấy một vết nứt nhẹ chỗ này, nói chung không ảnh hưởng gì mấy nha anh em. Anh em câu thì anh em cầm trên này thôi, đâu ai cầm dưới này nó không ảnh hưởng gì mấy nha. Em bán cái giá mềm cho anh em mình sử dụng 7m2 nha. Đó. Phôi mình là phôi xương nhám nha anh em chứ không phải là xương bóng nha. Đó. Thực chất là nó mới lắm á, chứ không phải là nó cũ mà nó xuống màu, là xương nhám. Tất cả đầu lóng mình không có găng cưa, không có mẻ gì hết nha. 7m2 ngọn to nè, ngọn 2 ly 5H nha anh em. Cân nặng của mình là 258 g, cái gốc của mình là 24, thu gọn của mình là 1m35. Cây này mã số mấy đây, mã số 20 nha, em bán giá 900.000 nha em, mã số 20 900.000. Rồi tiếp tục cho nên mình lại cái ISO như này, một cái ISO căn nhỏ này, hôm nay mấy cái size dài dài không. Cái này hàng của con Daiwa nha, dòng Power Med nè. Cái gốc mình có xì xước xác nè, nó giờ. Có chạy xác. Bắt máy Fuji vặn đời cao nha anh em. Bắt máy xịn luôn. Đó, bắt máy nghe đồ mà cảm ứng cá ăn nha anh em. Cá nó ăn anh em cầm bên đây ru gung cái cần á. Nè, cái gốc mình nó hơi xấu nha anh em. Đọt 26m3 nha, cái ISO thằng nhỏ dòng Power Med nè, dòng cao cấp của ông đây qua sóng 2 da anh nào có xe siêu sát nha, khoen khui xích như nè, tất cả của mình đều khoen khui xích hết, không có nứt khoen như này, không nứt không hư nha. Đây nó định vị lóng, định vị đây, định vị nè, vị lóng hết. Phôi là phôi sóng 2 da đọt 2 dài 6m3 như nè, cái nước phôi mình nè. Cái lông trên cũng vậy như này, y chang nhau vậy đó. Phôi thì phôi nguyên bản, phôi zin của nó hết đây anh em ơi. Không có thay thế, không có sửa chữa cho nên em đọt 2 dài 6m3 nha, ISO khoen nhỏ. Rồi cây này cân nặng của mình là 327 g. 327 g, ngọn của mình là 1.8 nha. Cây này em ghi giá 1.2 triệu rồi, thôi em sửa lại 1 triệu luôn nha anh em. Cái này mã số 21 em bán giá 1 triệu thôi. Cho nên mình dễ mua, khỏi phải đắn đo, 1 triệu nha. Rồi tiếp tục anh em mình cây này cái lua VIP nha nè, cây này liền một khúc. Hai cây này hãng con Compactic, lua máy ngang nha nè. Compactic đây. Mấy cái dòng đời mới của hãng Compact này nè, anh em cứ tra giá thử anh em đánh Compactic Rock, anh em liền ra cái giá cho anh em mình mười mấy triệu một cây không nè. Không có cây nào rẻ hết. Cái dòng này nè. Rẻ có mười mấy triệu một cây, mười mấy triệu một cây, không có dòng rẻ chứ. Đó, chứng tỏ là cái hãng này là hãng cái dòng cần VIP nha em, dòng cần hệ nha. Compactic đây, cây này máy ngang vẫn liền một khúc nha. Có cây này đời cũ rồi thì anh em cũng chơi trải nghiệm thì anh em chơi cực kỳ cứng luôn, dài 6,8 6 feet, dài 2m08, gần 2m1 nha em. Cây này dài gần 2m1 nè, nó lua từ 3/8 đến 1/1/2 OZ. 1 OZ là 28 g, rồi 28 g cộng thêm 14 nữa 42 g nha em, quá khủng khiếp. Tại cá từ 10 đến 25 là bao. Cái khoen nè, khoen titan xích gòn nha nè, chân khoen bằng titan, dòng sứ full xích, xích chân mà gòn luôn, mà vàng luôn. Đó. Cây này là siêu bạo lực nha, anh em nào về nếu anh em có khả năng anh em cắt ra hoặc là hơi thở cắt làm hai khúc. Cầu bao ngon, cây này cực kỳ trâu bò, cây là carbon monron đó anh em, chứ không phải carbon thường đâu. Nha, máy ngang liền một khúc cây cần VIP nha. Cân nặng của mình là 183 g. 183 g, cây này ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số 22, em bán giá 1 triệu rưỡi rồi nha. Mã số 22 giá 1 triệu rưỡi. Tiếp tục cho nên mình cái cần súp VIP 3 khúc nha. Cây này Shimano, bao cần Shimano chính hãng luôn. Đây. Anh em thấy gì chưa? Phôi sáng ít tới ngọn nè. Một cây xi đen nha anh em. Ủa cái cây này có phen đâu trời. Cây này có khoen đâu trời. Hình như cái cây này em có khoen thai nha em. Ủa cây này nhớ đâu có hư khoen đâu ta. Cái Shimano. Đó. Khoen full xích nha em.
cái cây này bị hư một khoen rồi, không biết cái khoen kia nó rớt đâu mất tiêu rồi, nó hư một khoen như này. Khoen Fuxit dưới góc mình này có xây sát này nè. Mấy cái này thì dễ lắm anh em ơi, mấy cái phôi đen đen này dễ lắm, về anh em cứ mua một cái chai sơn bóng 2K đó, sơn xe máy đó, anh em dặm lên phát nó mới chát à. Không có lo này nha, cái cây này cái độ hiếm cực kỳ cao, xi đen nha anh em. 405 CX nè, bản custom nè. Custom 405 CX nha. Đó. Shimano hàng nội địa chuẩn nha anh em, bản custom là bản cao cấp nha. Có định vị đó nè anh em, có cục đối trọng cái lò, cục đối trọng nằm đây. Họ cây này anh em muốn đẹp dễ lắm, em xử lý anh em dặm hai nước là anh đẹp mới cực kỳ luôn. Ba khúc nha, cây này thay gì thì em bán giá đầu tháng thì 3,5 triệu mà hư một khoen. Thì ví dụ anh em mà để em thay thì em sẽ thay lại cái khoen nguyên zin như thế này em có nha. Đó, không có thì anh em về anh em tự thay thì em bớt cho anh em mình là 300 ngàn luôn, là em tính giá 3,2 triệu thôi cho đẹp với anh em mình luôn. Còn anh em nào mà để em thay thì vẫn là giá 3,5 triệu như anh em. Cây này ba khúc cứng 30 là CX và 405 như này, một cây CD chơi cũng được, sưu tầm cũng được nha. Mấy cái này giờ nó không có còn nhiều đâu. Cân nặng của mình là 473 g, 473 g, ngọn của mình là tới 3 ly rồi nha em. Rồi cái này mã số 24 nha, cái giá thì em báo cho anh em nãy rồi. Nếu mà em thay phen nó lại hoàn thiện thì em bán giá là 3,5 triệu, còn em về nên mình tự thay phen thì em bán cho anh em mình giá 3,2 triệu, chơi đẹp gì luôn, cái phen 300 ngàn luôn. Rồi tiếp tục anh em mình, đây là cái cần sút nha em. Cây này cũng súp hệ nè, cái súp leader nha, cây này cây súp mắm tôm 425 CT nha nè, giờ 425 độ cứng CX nè, anh em muốn chơi rút chơi cây này. Cây này nó cũng cái súp hệ mắm tôm nha, cái cây này đó anh em mua với hàng 4 anh em mới mua nổi nha. Súp mắm tôm nè, son ít nha nè, son ít toàn thân, cây này hình còn đẹp đây nè, chạy xước nhẹ một vài chỗ. Phen Fuxit, tất cả phen xích hết, không lỗi không nứt khoen nào nha em. Phen Fuxit có xây sát trên thân nè anh em, có xây sát nha em. Có xây xước sát. Nguyên bản nguyên xe bóc hết cho anh em. Súp hệ định vị khoen nè, định vị đặc trưng có súp leader nè anh em. Đó. Rồi. Cây này cân nặng của mình là 418 g. Ngọn của mình là 2,8 ly, cái góc của mình là 22.5. Cây này mã số 24, em bán giá 2,8 triệu nha anh em. 2,8 triệu nha. Giá này 3 triệu em ghi 3 triệu rồi đó, mà thôi em thấy nó chạy xước cái lóng kia nó hơi xấu một tí, em bán ra 2,8 triệu luôn. Anh em nào không chê thì mua nha. Súp leader, súp bóng tôm mà bán giá rẻ như súp leader thường như trời. Rồi, ế quá ế thì mình bán giá thấp thôi. Nó, đây là kết thúc video đây nha anh em. Hẹn gặp lại quý anh em mình trong những video theo nha. Kính chúc toàn thể quý chú bác mình, quý anh em mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công, đặc biệt là may mắn nha anh em. Phải thật may mắn nha, cố gắng chúng ta mình vượt qua ít nhất hết năm nay hết năm sau nữa rồi sẽ trở lại thôi. Rồi xin chào nha anh em.